อสsố một trong giống chiếc bút chì dài và mảnh, số một trong giống như bánh mì baguette thơm và giòn tan. Hai, số hai trong giống như một con thiên nga đang bơi trong nước, số hai trong giống như một con ngựa bập bềnh lắc lư trong vui vẻ. Số 3 trông giống như tai người lắng nghe. Số 3 trông giống như một cánh bướm bay lượn. Bốn. Số 4 trông giống như một lá cờ trong không trung. Số 4 trông giống như một chiếc thuyền buồm trên đại dương. Trông giống như một cái móc cong. Số 5 trông giống như một con cáo đang cười tòe toét. 6. Số 6 trông giống như một chú thỏ đang nhảy. Số 6 trông giống như một chiếc còi của trọng tài. Bảy. Số 7 trông giống như một chú chiên với cái mỏ. Số 7 trông giống như một chiếc cuốc dùng để đào. Tám. Số 8 trông giống như một người tuyết tròn. Số 8 trông giống như một bầu rượu tròn. Chín. Số 9 trông giống như cái thìa. Số 9 trông giống như một chú nòng nọc đang bơi. Mười. Số 10 trông giống như một con ốc sên đang bò. Số 10 trông giống như một chiếc bánh mì dài cạnh một chiếc bánh đồ nấc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 7 1 2 3 4 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chúng ta cùng đi câu cá nào. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Nội các điểm. Một hai một hai hãy cắn một miếng dừa hấu thật to. Một hai ba một hai ba thỏ con nghịch ngợm nhảy nhót. Một hai ba bốn một hai ba bốn quả bóng này
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bướm bướm bay lượn 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Chiếc xe bóp rồi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Máy bay lao vút trong không trung. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bánh sinh nhật ngon tuyệt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quả táo ngon và ngọt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gương miền lồng lẫy chói mắt.